tim sau khi mình mua về mình cắt cái đầu cuốn của nó mở, với lại cắt bổ đôi nó ra, từ ở trong tim nó có những cái máu bầm. Sau khi mình cắt tim xong thì giờ mình cắt mề, bỏ mấy cái mỡ xung quanh, rồi cắt mấy cái dơ ra. Như tim nãy mình chẻ này, rồi giờ mình mang hai cái đi rửa. Bỏ miếng muối, tí xíu muối, tí xíu giấm vô, rửa bớt cho sạch. Còn rớt thường nữa. Tới gan, gan thì mình cũng lấy ra, mình cắt mỡ bỏ qua, để vô này sạch. Và đặc biệt gan thì mình hay rửa bằng sữa, sữa tươi, chứ không có rửa muối với giấm như mề với tim. Gan mình rửa bằng sữa nè, xong rồi mình vớt ra rổ, để mề với tim á, là mình luộc khoảng 10 phút, là tại vì mình còn xào nữa. Khi mà mề tim nó chín thì mình vớt ra bỏ gan vô, tại vì gan nó mau chín hơn tim với gà. Nước này thì em bỏ một ít củ hành tây, tí xíu muối, miếng gừng, giờ luộc lên, cắt nhỏ ra, tí mình xay mình lấy nước. Xong giờ mình lượt củ dừa ra nè, xay nước cái này với chiếc cần rốt. Giờ mình đi đi cắt cắt ra xong rồi mình xào. Này 25 g bỏ vô tí xíu lạnh mình pha cho nó, hồi mình nấu cho nó ấy, cho nó mau tan.